Xin chào các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng làm một cái món tất cả trẻ em đều rất là thích. Đó là trà sữa gong cha. Để làm được trà sữa gong cha thì nguyên phụ liệu chúng ta rất là đơn giản. Đầu tiên các bạn thấy là chúng ta có trà lít tầm. Thứ hai đó là sữa đặc có đường. Thứ ba đó là gì ạ? Các bạn thấy tròn tròn là gì ạ? Đó chính là hạt chân châu, đúng không? Và cuối cùng không thể thiếu được đó là milk tea. Đây là hai loại mà chúng ta mua của Đài Loan. Bởi vì hai loại này nó mới tạo ra một cái mùi rất là đặc biệt của gong cha các bạn. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng luộc hạt chân châu nha các bạn. Chúng ta là luộc cái này khá lâu, trong thời gian khoảng là 15 phút. Bây giờ chúng ta cùng lên bếp và luộc nào. Rồi các bạn, sau khi nước sôi rồi á, chúng ta cho 3 muỗng trân châu vào để chúng ta luộc nha các bạn nha. Rồi, thời gian của chúng ta sẽ canh giờ để cho hạt trân châu nó chín rất là đều. Và chúng ta lấy cái muỗng chúng ta đảo đều ra nha các bạn. Cái công đoạn này á thì nó khá mất nhiều thời gian của chúng ta, bởi vì để cho hạt chân châu này á nó mềm mà nó ngon thì nó cần phải có thời gian là khoảng 15 phút các bạn. Sau khi mà nó nở ra hết rồi, nó nổi lên rồi đó, thì chút xíu nữa thì chúng ta sẽ cho một miếng đường để cho hạt chân châu nó thấm vào cho nó ngon. Tùy các bạn làm các loại đường nào cũng được, nhưng mà đường phèn là tốt nhất nha, để cho cái độ ngọt nó rất là thanh. Hiện nay thì trên thị trường có rất nhiều loại trà sữa nha các bạn, và nhiều thương hiệu khác nhau, nhưng đây là một trong những thương hiệu mà tôi thấy là rất là ngon. Nó không khác gì gong cha cả, và thương hiệu này là New Tea. Cái này được mua tại Đài Loan các anh chị. Ở Việt Nam mình có nhiều siêu thị cũng có bán trà milk tea này. Cái vị này nó pha ra thì gong cha như thế nào thì hầu như nó là như vậy, và rất là ngon. Rồi các bạn, sau khi được hơn 10 phút thì hạt trân châu bắt đầu mềm rồi và đã nổi lên rồi. Thì lúc này chúng ta cho một muỗng đường phèn vào nha các bạn nha, để chúng ta đảo đều để cho nó thấm vào hạt chân châu. Như vậy thì hạt chân châu sẽ rất là ngon và thơm. Lưu ý các bạn cho lửa nhỏ thôi nha các bạn, để cho nó riu nó thấm như nha các bạn. Sau khi mà chúng ta chờ cho hạt chân châu chín thì chúng ta lại tiếp tục ngâm hai gói trà lít tông vào nước sôi nha các bạn. Bạn ơi, bây giờ mình đổ nước sôi vào pha trà lít tông. Rồi các bạn, bây giờ mình cho một muỗng milk tea vô nha các bạn. Đây là trà sữa dạng bột các bạn, một muỗng thôi, mỗi ly một muỗng nha các bạn. Rồi mỗi ly một muỗng, sau đó cho tiếp sữa đặc có đường, mỗi ly một muỗng. Nói chung đơn vị là mỗi thứ một muỗng nha các bạn nha. Rồi các bạn, chúng ta tiếp tục cho sữa đặc có đường vô nha các bạn, một muỗng. Tại vì trong trà sữa này các bạn, bản thân nó đã có sữa rồi nên nó dạng
bột thôi. Rồi chúng ta tiếp tục cho sữa đặc cái đường vô thì nó mới ngon. Rồi mỗi ly thêm một muỗng nha. Rồi đơn vị là một muỗng hết. Nếu các bạn muốn uống béo hơn một chút, ngọt hơn một chút thì chúng ta cho 2 muỗng nha. Nhưng mà tùy lượng nước chúng ta canh cho nó vừa phải. Rồi các bạn sau khi cho sữa rồi chúng ta tiếp tục cho chưa tới nửa ly nước sôi nha các bạn. Đó, đó. Dĩ nhiên các bạn muốn nhiều hơn thì chúng ta cho sữa nhiều hơn và milk tea nhiều hơn các bạn nhé. Khi cho nước sôi vào chúng ta tiếp tục cho miếng bít tông vào nha các bạn nha. Khoảng chừng 3 muỗng thôi nha các bạn nha. 3 muỗng cho bít tông vào. Ok. Rồi sau khi cho vào tất cả rồi á, chúng ta sẽ khuấy đều lên. Khuấy đều lên rồi chút xíu các bạn sẽ cho đá vào và cho hạt thiên châu vào là chúng ta sẽ có một ly trà Lipton Gongcha. Trà Gongcha rất là tuyệt vời. Rồi các bạn, sau khi xong rồi chúng ta bỏ chân châu vào và bỏ đá vô nha các bạn nha. Chân châu một muỗng thôi các bạn ơi. Để cố nhỉ. Rồi cho đá vô. Đá vô rồi đi lên. Trà sữa Gongcha đỉnh cao. Một cái chầu lưu rất là mới của các bạn trẻ hiện nay đó là trà sữa Gongcha. Không hút được không? Rồi sau khi kết thúc 30 phút làm trà sữa Gongcha. Rồi trời ký. Ngon quá. Ngon không? Dạ ngon quá, béo ngọt quá. Và có mùi thơm của trà lít tông. Rồi hạt hạt chân châu thì sao? Ăn thử hạt chân châu đây. Dạ dai dai. Dai dai. Thơm không? Dạ thơm không? Có giống mắt in Hồ Cẩm Đào không? Cái đó Đài Loan á, cái đó đúng á. Dân châu Đài Loan nhưng mà mắt in Hồ Cẩm Đào đó nha. Ok các bạn, rồi chúng ta vừa có một cái món nước uống rất là tuyệt vời, đó là trà sữa Gongcha. Một cái món mà hiện nay hầu hết các bạn trẻ, các bạn teen đều khoái uống. Đó là lý do tại sao Gongcha phát triển, trà sữa Phúc Long phát triển và nhiều thương hiệu khác nữa đang trở nên đình đám tại thị trường Việt Nam của chúng ta. Đối với các bạn thì nếu ta ít cơ hội ra những cái quán lớn như vậy thì đây là cũng cơ hội để cho chúng ta làm tại nhà và các bạn nhỏ cũng làm được. Bởi vì các nguyên liệu của nó rất là đơn giản các bạn nhé. Ok, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Sau khi xem hết video, các bạn nhớ like, share, đăng ký kênh của mình để cho kênh của mình ra thêm nhiều video nữa nha. Bye bye. Bye bye, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những video clip khác. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Bye bye.